Shop hàng Nhật Đồ Điện chào các bác. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2020. Thời tiết Hà Nội hôm nay thì vào khoảng gần 40 độ C, nắng bỏng dã man luôn. Đấy. Như năm ngoái thì điều hòa em không chủ động nhập thì không đến tầm này coi như gần như hết. Nhưng năm nay thì vẫn cứ tốc tắc, vẫn có máy để bán cho các bác. Ở đây em vẫn còn trên 20 chiếc nhé. Giá thì năm nay thì cũng như năm ngoái thời điểm này thôi. Năm ngoái tầm này thì cũng là 4 triệu 2 một chiếc. Thì năm nay thì giá cũng như vậy các bạn, đầu mùa thì 3,8 triệu, sau lên 4 triệu, rồi lên 4,2 triệu. Đấy, em vẫn còn rất là nhiều máy, thì bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Cái dòng máy này là dòng máy điều hòa cửa sổ, nó chỉ có một cục này thôi, cắm điện vào là các bác là mát lạnh, nhiệt độ trung bình dao động từ 15 đến 20 độ C tùy từng con. Đấy, máy thì chỉ có một cục duy nhất, cắm điện cái là chạy điện thì sử dụng điện lưới 100V. Các bác mà mua thì các bác phải có một cái cục đổi nguồn cho nó. Đấy, đổi điện từ 220V xuống 100V. Ở đây thì em còn những cái máy này thì có con 7.000 BTU, con 8.000 BTU. Giá thì trung bình là 4 triệu 2 một con. Đấy, các bác nào lấy thì các bác liên hệ, hàng thì em ship đi toàn quốc, không bao ship đâu ạ. Đấy, giá nó chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Điện 100V. Máy thì bảo hành tất cả cho các bác là 6 tháng, bảo hành tất cả các lỗi trừ lỗi cắm nhầm điện. Đấy, các bác lưu ý là như thế, bảo hành tất cả các lỗi trong vòng 6 tháng, trừ các lỗi cắm nhầm điện. Máy thì còn khá là nhiều. Đấy. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ. Đây là con này của Morita này, chạy cực khỏe luôn. Con này vỏ nó hơi vàng một chút, em để cho các bác 4 triệu. Đấy, Morita nhé, có hiển thị nhiệt độ trên máy này. Đấy. Con này là Hire đời 2015 này, 4,5 triệu. Con này hai Corona 4,2 triệu. Con này Koromi 8.000 BTU này, 4 triệu này. Con này cũng Koromi 8.000 BTU, con này đẹp 1,2 triệu. Đấy, máy rất là nhiều, các cái đời khác nhau. Chung là nó về chất lượng thì nó tất cả đều tốt như nhau cả thôi. Có hình thức thì nó khác nhau tí, còn chất lượng như nhau các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu lấy thì có liên hệ với em. Cảm ơn các bác.